Apple giữ bí mật sản phẩm như thế nào? Apple là một trong những gã khổng lồ công nghệ có vốn hóa lớn nhất tại Mỹ, đồng thời là đối tác mà các hãng sản xuất linh kiện khát khao hợp tác. Tuy nhiên, các đối tác luôn tránh nhắc đến tên Apple, thay vào đó là gọi bằng biệt danh. Chẳng hạn như tại châu Á, gã khổng lồ Apple thường được gọi bí mật là công ty trái cây hoặc Fuji. Điều này được cho là liên quan tới chính sách bảo mật vô cùng nghiêm ngặt của nhà táo. Vậy chính sách này khắc nghiệt đến mức nào? Hãy cùng Lê Yến tìm hiểu trong video này nha! Cái tên tối kỵ không dễ dàng nhắc tới. Hãng điện thoại thông minh thống trị thị trường Mỹ là khách hàng quen thuộc, trị giá hàng tỷ đô mà các nhà sản xuất linh kiện công nghệ cao luôn coi là khách hàng tiềm năng và quan trọng. Tuy nhiên, việc khách sộp này là ai thì các công ty không nói, hay đúng hơn là không dám nói. Không trực tiếp gọi tên, song ai cũng hiểu ngầm với nhau rằng chúng ta đang ám chỉ tới Apple. Tại châu Á, gã khổng lồ này thường được gọi là công ty trái cây hoặc Fuji, loại táo quý đắt tiền được trồng tại Nhật. Đôi khi Apple còn được gọi với cái tên khác là công ty 3.000 tỷ đô, dù con số này giờ đây đã không còn đúng nữa. Ngoài ra thì Apple cũng được gắn mác đối tác đáng kính đến từ Bắc Mỹ, hoặc chỉ đơn giản là công ty A vĩ đại. Trái ngược với nhân vật chúa tể hắc ám Voldemort trong loạt truyện Harry Potter, Apple không xuất hiện bên cạnh con rắn lớn đầy rẫy những lời nguyền. Song sức ảnh hưởng của Apple được cho là không hề kém cạnh. Nguyên do là bởi Apple có thể mang đến và lấy đi những hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô của bất kỳ công ty đối tác nào. Ophim, tập đoàn chuyên sản xuất module camera cho smartphone cho biết hãng này đã lỗ tới 426 triệu đô trong năm 2021. Một trong những nguyên nhân chính được cho là do ngừng hợp tác với vị khách nước ngoài. Danh tính bí ẩn không được đại diện Ophim tiết lộ, nhưng ai cũng biết đó chính là Apple. Các đối tác luôn tránh nhắc đến Apple khi phát biểu trước báo giới, bởi lẽ họ sợ làm lộ thông tin mật và bị cắt hợp đồng giống GT Advanced Technologies. Hãng chuyên cung cấp tấm bảo vệ màn hình bằng Sapphire cho smartphone này hồi năm 2014 đã vô tình nhắc đến Apple, sau đó bị kiện vì để lộ thỏa thuận bảo mật. GT Advanced Technologies đã bồi thường tới 50 triệu đô la cho mỗi lần vi phạm. Samsung, đối thủ đáng gờm của hãng công nghệ trái cây, cũng không dám trực tiếp nhắc tên Apple. Hầu hết nhân viên Samsung chỉ gọi Apple là LO, Lovely Opponent, tức là đối thủ đáng yêu, trong khi ngược lại, nhân viên Apple có thể đơn giản gọi Samsung là Samsung. Đến Foxconn, nhà cung ứng sản xuất linh kiện chính cho Apple cũng phải tránh phạm lỗi tối kỵ. Trong báo cáo hàng năm dài tới 860 trang, tập đoàn này chỉ dám một lần duy nhất nhắc tên đối tác. Hãng A nằm ở vị trí đầu tiên trong list các khách hàng quan trọng, đơn giản vì danh sách này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Tương tự TSMC, công ty sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan trước đây, cũng chỉ nhắc đến Apple 2 lần trong báo cáo hàng năm với vai trò là người phát hành trái phiếu cho TSMC, chứ không phải khách hàng. Khi được hỏi về vấn đề này, đại diện của TSMC tránh nhắc tên thương hiệu. Một trong những yếu tố quan trọng giúp xây dựng lòng tin khách hàng là bảo vệ thông tin mật của họ. Giữ kín thông tin, quy tắc bất di bất dịch của Apple. Giữ kín thông tin được cho là quy tắc bất di bất dịch của Apple. Năm 2011, hãng này còn bán một chiếc áo tại cửa hàng lưu niệm với dòng chữ I visited the Apple campus, but that's all I'm allowed to say. Tạm dịch, tôi đã ghé trụ sở Apple nhưng đó là tất cả những gì tôi được phép nói. Trước đó, hồi năm 2021, Hyundai cũng đã dũng cảm tuyên bố đang đàm phán bước đầu với Apple về kế hoạch sản xuất xe hơi tự lái. Apple và Hyundai đang thảo luận nhưng vẫn còn trong giai đoạn đầu, chưa có kế hoạch nào được quyết định. Tuy nhiên, thông tin này ngay sau đó đã bị xóa và chuyển thành. Chúng tôi được đề nghị hợp tác từ các công ty khác nhau liên quan đến phát triển xe điện tự lái. Chưa có quyết định nào được đưa ra vì đàm phán đang trong giai đoạn đầu. Động thái của Hyundai được cho là đến từ chính sách giữ bí mật của Apple đối với nhà cung ứng và đối tác tiềm năng. Các công ty giao dịch với Apple đều phải tuân thủ quy định bảo mật thông tin nghiêm ngặt, bất luận thế nào đi chăng nữa. Dù phải chấp thuận quy tắc bảo mật thông tin nghiêm ngặt, các công ty cung ứng vẫn muốn giành cơ hội bán hàng cho Apple, trong đó có Cirrus Logic. Nhà sản xuất chip âm thanh này trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Mỹ SEC hồi tháng 8/2020, cho biết Apple chiếm 81% tổng doanh số bán hàng trong năm tài khoá trước đó. Các lãnh đạo của Cirrus dĩ nhiên là hiếm khi nhắc đến tên Apple, thậm chí hoàn toàn tránh làm điều này trong nhiều năm. Chớ để cái miệng hại cái thân. Đối với đối tác, Apple là cái tên tối kỵ không được tùy tiện nhắc đến, thì đối với chính nhân viên Apple cũng vậy. Ngay từ năm 1977, khi Apple mới chỉ bắt đầu khởi nghiệp, ở sảnh công ty đã dán dòng chữ khuyến cáo
Loose lips sink ships, và miệng hại thân, có nghĩa là những lời nói hớ hênh sẽ làm hỏng việc lớn. Một số cựu nhân viên của Apple đã tham gia trả lời câu hỏi Apple giữ bí mật như thế nào trên trang cộng đồng Quora. Tôi làm tại Next 6 năm, mọi thứ đều công khai kể cả bảng lương của mọi người. Steve nói với chúng tôi, bên trong Next, tất cả đều cởi mở. Bên ngoài Next, chúng ta sẽ không nói gì cả. Điều này sẽ duy trì cho tới khi có vụ lộ thông tin đầu tiên xảy ra. Ngay khi nhận thấy chúng ta không thể giữ bí mật, chúng ta sẽ quay lại hoạt động như mọi công ty khác. Và tất nhiên không ai muốn là người giết chết sự cởi mở trong công ty như thế, nên tất cả mọi người đều giữ bí mật. Thành viên Ken Rosen chia sẻ, nếu mà bạn chưa biết thì Next là công ty máy tính do Steve Jobs sáng lập và sau được Apple mua lại. Kỹ sư Robert Bowditch kể lại, tôi không thể nói bất cứ điều gì với vợ mình. Khi tôi phải tới Manchester của anh, cô ấy có ý muốn đi cùng, tôi nói là không thể. Bố mẹ biết tôi tới anh nhưng cũng không được chia sẻ thêm thông tin gì khác, đến mức họ nghi ngờ tôi đang làm gì đó liên quan đến chính phủ Mỹ. Trong khi đó, Brian Hoshi, từng làm việc cho Apple vài năm, khẳng định việc giữ bí mật đã ăn sâu vào trong văn hóa công ty, bởi có như vậy, họ mới tạo ra được các sản phẩm sáng tạo và mang tính cách mạng trong những thị trường mà Apple đã chọn để cạnh tranh. Luôn có một nhóm bảo vệ theo sát các nhân viên và chỉ cần mắc lỗi nhỏ, họ cũng sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, không có gì phải sợ khi làm ở Apple, miễn là họ tuân theo những quy tắc rất cơ bản ở đây. Apple đã hình thành một văn hóa, trong đó bản thân các nhân viên cũng đề cao việc giữ bí mật. Nếu có người quen làm việc ở bộ phận khác, họ cũng không bao giờ hỏi bạn về những gì bạn đang làm. Các cuộc trò chuyện mang tính cá nhân về các yếu tố bên ngoài. Suy cho cùng, nguyên tắc giữ bí mật phát huy hiệu quả đơn giản, vì chính nhân viên muốn thế. Họ muốn trở thành một phần của trò ảo thuật, và công đoạn quan trọng nhất của ảo thuật chẳng phải là không tiết lộ bí mật sao? Chuyên gia thiết kế Chris Connors bày tỏ. Các nhân viên Apple hiểu rằng, vì là công ty phần cứng nên việc để lộ các chi tiết về sản phẩm mới sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của sản phẩm cũ đang được hãng này bán trên thị trường. Apple thậm chí còn tạo ra các dự án giả cho những kỹ sư đang trong giai đoạn thử thách để xem họ có để lộ thông tin gì không. Ở các khu vực nhạy cảm như là bộ phận thiết kế, luôn có lễ tân, camera an ninh và muốn vào bên trong phải có người ra đón. Nhà báo Adam Lashinsky của Fortune, người đã tìm hiểu về quả táo trong nhiều năm, cũng cho biết nhân viên Apple không được phép nói với ai, kể cả đồng nghiệp, là họ đang làm gì. Họ chỉ biết đến công việc của mình nên không thể hình dung phần còn lại trong chuỗi phát triển. Vì thế, ngay cả người trực tiếp tham gia xây dựng iPhone cũng không hình dung được sản phẩm cuối cùng sẽ ra sao. Đa số các vụ rò rỉ đều xảy ra bên ngoài trụ sở Apple, chủ yếu xuất phát từ các chuỗi cung ứng, các nhà phát triển ứng dụng và các đối tác kiểm thử sản phẩm. Con người luôn là mắt xích yếu nhất trong bất cứ dây chuyền bí mật nào. Trách nhiệm giữ bí mật ăn sâu trong mỗi nhân viên, bất cứ ai bị phát hiện đã tiết lộ một phần sản phẩm, dù là vô tình hay cố ý, cũng sẽ lập tức bị sa thải. Một cựu nhân viên giấu tên của Apple chia sẻ, không chỉ bị đuổi việc, họ còn có nguy cơ gánh hình phạt cao nhất mà các luật sư của Apple có thể đề nghị. Điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi phải thận trọng trong mọi thứ mà mình làm. Đôi khi tôi gặp ác mộng. Tuy nhiên, điều đó tạo nên lòng trung thành giữa các nhân viên trong việc bảo vệ sản phẩm. Tuy nhiên, Apple cũng có giai đoạn dễ chịu. Đó là trước khi Steve Jobs quay trở lại công ty vào năm 1997. Một nhân viên Apple chia sẻ, mọi thứ chẳng hề khắc nghiệt khi Jobs không ở Apple. Chúng tôi được khuyến cáo rằng phải rất cẩn thận với các mẫu thử mát, nhưng không phải lời cảnh báo kiểu, nếu không các cậu sẽ chịu hậu quả như hiện nay. Và đó cũng chính là khoảng thời gian Apple lâm vào khủng hoảng, suýt phải phá sản. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.